soi kèo Pháp với Ma Sốc ngày 15 tháng 12, nhà vua dẹp loạn. Những chú gà trống Gauloa là đội bóng duy nhất có mặt tại vòng bán kết mà không phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ, cũng chẳng phải bước vào loạt penalty may rủi nào để định đoạt số phận. Bởi không chỉ tuyển Pháp luôn biết cách chắc chiêu những cơ hội qua từng vòng đấu, mà họ còn cho thấy lý do vì sao họ đang là nhà đương kim vô địch thế giới, cũng như tiến đến rất gần việc bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Đối thủ của gà trống lần này là những chú sư tử đến từ vùng Atlas, đội bóng đã liên tiếp gây ra hàng loạt cơn địa chấn tại kỳ World Cup lần này, và đã đến lúc tuyển Pháp đứng ra dẹp loạn đội tuyển Maroc. Đã từ rất lâu, ít nhất là trong 5 kỳ World Cup gần đây nhất, thì chưa có trận đấu nào tại vòng bán kết xuất hiện tỷ lệ chấp một trái thẳng, như trong trận đấu này. Qua đó cũng có thể thấy rõ giới chuyên môn đang đánh giá rất cao tuyển Pháp, và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như tuyển Pháp vượt qua Maroc với một chiến thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên. Tuy nhiên, với tỷ lệ chấp một trái rất dễ khiến cho giới mộ điệu rơi vào thế hòa tiền. Vì vậy nếu như có thể, thì nên canh dung khi tỷ lệ rơi xuống còn nửa một, thì đây sẽ là tỷ lệ an toàn hơn rất nhiều. Phía bên kia sân, đội tuyển Maroc đã khiến cho nền bóng đá tại lục địa đen mở ra một trang sử hoàn toàn mới, khi trở thành đội bóng đầu tiên của châu lục này có mặt tại bán kết của một vòng chung kết World Cup. Với lối chơi thực dụng của mình, thì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lần lượt là hai nạn nhân của bầy sư tử Atlas. Tất nhiên, đội tuyển Pháp cũng thừa biết Maroc sẽ tiếp tục thi đấu với lối chơi như vậy. Bởi chỉ có cách duy nhất đó mới có thể giúp cho đại diện của lục địa đen góp mặt đến tận vòng đấu này mà thôi. Song, Pháp và hai đối thủ gần nhất của Maroc là những thế lực hoàn toàn khác, nếu như vẫn tiếp tục lối chơi đó, để căng mình chịu trận trước hàng công toàn sao của đối thủ, thì nhiều khả năng hành trình của tuyển Maroc sẽ chấm dứt tại vòng đấu này. Cần biết trong 3 lần gần nhất tuyển Maroc được chấp với tỷ lệ một trái, thì đội bóng này vẫn đang bất bại cả 3 trận, trong đó có đến 2 trận thắng tại kỳ World Cup lần này. Vì vậy, đây cũng chính là lý do vì sao giới mộ điệu sẽ rén ở tỷ lệ Pháp chấp thẳng một trái, và nên canh dung Pháp chấp